Tôi chút. Nè còn cá lóc nè. Quá trời đã ha, cá không luôn nè. Ừ, thấy mê luôn. Ừ, có cá cô chú ơi. Hi hi hi, cá đầu tiên. Được mấy con ốc? Cô chú. Con cá lóc. Giữ thần luôn. Đây, hai con cá lóc vẫn bần xong hết trơn rồi cô chú. Giờ mình sẽ kho. Nè có đi không? Từ từ. Đó là ngồi xuống luôn. À cô chú ơi, Mẫn có đặt có mấy cái lồ cá. Bây giờ Mẫn sẽ đi thăm, cô chú đi thăm lồ cá với Mẫn nha. Xem coi mấy cái lồ cá của Mẫn có dính cá không nè. Cái con này, con đen này nãy giờ nó lội nước đã luôn rồi cô chú. Lội dữ dằn lội luôn. Vậy mà cũng có gian xuồng đi nữa nè, không có chịu lội. Thôi ta lội ướt mình rồi thì người ta lên bờ ta đi luôn đi. Thôi ta lội xong luôn đi. Nãy Mẫn lụm được mấy con ốc? Tới rồi nè, rồi lên luôn nha. Rồi đen nhào lên bờ luôn nha. Cho người ta đỡ một xíu coi. Cái đầu tiên. Được mấy con ốc? Ở bên kia có con ốc thì tính nhào qua bắt. Kệ đi, đổ lại ở ngoài cũng được cô chú ơi. Không có cần đổ ở trong đâu. Mẫn đạp ở dưới sình á, to đùng luôn. Cá lông phi với hai con cá lông kiến với mấy con ốc. Thì vậy cơm, vậy vậy cơm nguội. Trời ơi, chuyển mưa đang tịnh luôn. Người cô chú nhìn bên đó kìa, chuyển mưa nó đang thùi lùi luôn. Nhưng mà không sao, giờ này tắt mưa mát. Trời đen rồi. Cô chú. Nè còn cá lóc nè. Quá trời đã ha, cá không luôn nè. Ừ, thấy mê luôn. Dạ, đâu có ai.
vàng đi ra đây bằng gì? Có ai đâu, con đâu thấy ai đâu. Có mà ở nói nào nghe đi, con quế bơi xuồng ra. Nhưng mà mẹ nhìn con đâu có thấy đâu đúng không? Có thấy ai không? Không luôn. Mưa thì tắm mưa, xíu vô gội đầu là xong. Ruộng nha, vẫn không có đặt được. Cái ruộng nó cạn quá cô chú, nước có ngang đây thôi à, cho nên là vẫn không có đặt 12 cửa được. Để đó thôi. Khoan hả mưa. Đồng bên đây rất nhiều nè, mà sạch bon luôn. Người ta đẩy côn dữ lắm, một ngày như người ta đẩy 3-4 xuồng luôn. Cho nên là cũng không có cá để cho mình văng nữa. Rồi lớp nào người ta đi ban đêm nữa. Ủa? À không, khúc này nhớ là như có cái đường nước mà ta. Đừng mưa ông ơi. Cái đám mưa này lớn cô chú ơi. Giờ gió thổi không có bay mây hết được. Quá trời đen luôn rồi. Nhưng mà được con cái cút quê trên đồng mẫn ít nè, còn ở bên kia mới nhiều. Đây. Có không? Ở đây có một cái cô chú ơi. Để mẫn lên lấy. Chú chờ Mẫn ở đây nha. Mẫn băng qua cái lùm cỏ này là Mẫn thấy được rồi.
Thank you.
con nó rung dữ này. Đây đi. Bận xong hết trơn rồi cô chú. Giờ mình sẽ kho. Mình kho cho nó mặn mặn xíu, cay cay xíu. Xong rồi mình chấm chuối chát cô chú ha. Mình chừa lại miếng nước á, để mình chấm chuối chát. Hôm qua tối đó vẫn không có làm, giờ sáng nào vẫn mới làm. Mà vẫn chưa có đi thăm nữa, hồi tối trời mưa cũng không có lớn lắm. Các bạn tới sáng mơ mới thăm nha. Sấy mỡ tỏi xào cá luôn cô chú. Con cá của mình nó ăn nó thơm dữ dằn luôn, nó thơm mà nó béo nữa, ăn ngon dữ lắm. Hầu như là mẫn kho cá đồng là mẫn đều sấy mỡ tỏi hết luôn, đều sấy mỡ tỏi xào cá. Cá rô nuôi cũng vậy, chỉ có con cá lóc nuôi là mẫn ít mua, mà con cá rô nuôi là mẫn hay mua dữ lắm, tại vì nó bự dễ dẻ xương cho con miếng nó ăn. Bỏ nước màu vô. Nước màu thì mình xài nước màu khóm nè. Mình mua ở khúc dưới chỗ cống cái lớn cống cái bé. Nó
đặc kẹo rồi cô chú, nó có cái hậu hơi ngọt ngọt, ngon lắm. Mình xài nước màu khóm nhiều hơn nước màu dừa. Cái màu dừa của mình thấy gì chắc thắng lâu lắm, khóm cũng thắng lâu nữa. Ba cái khóm dụng của cô chú bị chuột ăn nè, rồi bán lâu ngày rồi nó bị héo nữa, cái người ta thắng lại. Cái nước mắm vô cho nó thấm nhiều nhiều đi, mặn mặn xíu đi, cho nó thấm mặn con cá xíu, mới bỏ nước vô. Hai con cá lóc được một buổi ăn. Rồi bây giờ Mẫn bỏ cái nồi cá của Mẫn ở đây, mình đi sắc chuối của chú nha. Mình đi sắc chuối chát. À, cái quầy chuối chát của chú. Chuối này là nó già dữ lắm rồi. Ừ dạ, rước nó. Hai trái nữa thôi. Nhiều quá. Rồi Mẫn được nhiêu đây. Giờ mình đi gọt. Là được bào ra nha cô chú, bào ra cái mình chiên bột, không phải chiên ý, chiên cái gì trời, chiên giòn á, ngon lắm luôn. Chuối này dễ ăn, chuối này chuối xiên trắng hay xiên đen vậy ta? Cái này già dữ rồi, chúng ta để treo vài bữa nữa là nó chín nè. Giờ nước đang sôi dữ rồi cô chú, cá ngon dữ dằn luôn, nước vừa ăn lắm. Ừ, khói lên. Giờ Mẫn cắt thêm miếng ớt bỏ vô nhìn cho nó có màu đẹp đẹp. Mình kho cho nó mặn mặn cái cây, cái mình chấm chuối chát là ngon dữ dằn luôn.
rổ chuối chát của bạn nè, bạn có thích mua mấy cái rổ mini này lắm, đựng đồ đẹp quá à. Im dữ dằn luôn rồi cái thao mini quá trời ngon. Đây cái nồi cá kho của bạn chín rồi cô chú. Ui, quá trời ngon luôn, ngon thiệt là ngon luôn, quá đã, quá trời ngon. Giờ mình chỉ cần gấp một miếng chuối chát, chấm cá kho rồi quá đã luôn nha. Như vậy là ăn ngon xuất sắc luôn. Thì bữa cơm quê đơn giản như vậy mà ngon cô chú ha, sáng ăn như vậy là ấm áp quá chừng đã. Chờ xíu nữa cha đi ruộng vô rồi mình ăn cơm, thì kẹp thêm cái trứng cá thì như vậy là mới ngon này. Trời ơi, trời ơi, nó đã, mình để xa xa ra nó mới nhìn thấy rõ. Ngon quá à, siêu ngon, siêu xuất sắc.